Ai? Phi Nhi, bị ổi gạt tôi đến Túy Hồng Lầu là dùng tôi làm tổn thương Thang Hạo. Tôi đã đồng ý lấy anh rồi, sao anh vẫn không chịu tha cho Thang Hạo? Anh biết em yêu Thang Hạo, Thang Hạo cũng yêu em. Chính là anh muốn làm cho hai người buồn rầu, muốn làm cho hai người đau khổ. Anh muốn làm cho hai người suốt đời cũng không được ở bên nhau. Mộ Dung Kính, anh có thể tùy ý làm càn để thỏa mãn niềm vui nhất thời. Nhưng anh có từng nghĩ đến, anh đột nhiên dẫn tôi đi gặp Phùng Chấn Thiên, lỡ như bị hắn nhận ra thân phận, anh sẽ làm hư kế hoạch phục thù của Mộ Dung gia tộc. Đương nhiên anh có nghĩ đến, nhưng anh càng muốn công khai quan hệ của chúng ta cho mọi người biết, càng muốn với thái độ của một kẻ thắng lợi đứng trước mặt Thang Hạo. Sự thật chứng tỏ những gì anh làm đều chính xác. Được, anh đã có được những gì anh muốn có, bao gồm tôi. Anh vừa lòng rồi chứ? Tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Ra ngoài đi. Được thôi, đích thực anh nên đi. Nên cho một chút không gian riêng cho em, để em hồi tưởng lại cuộc tình đáng thương của em và Thang Hạo. À phải rồi, anh quên mất. Hiện nay lễ đính hôn của chúng ta đã được tổ chức xong, phải đám cưới sớm thôi. Em cũng biết, gia tộc Mộ Dung nhân khẩu đơn chiếc, rất cần chúng ta phát triển ra thêm. Ngủ ngon. Anh Hạo, em biết trong lòng anh khó chịu, nhưng mà đứa con gái như Giang Phi Nhi kia không đáng để cho anh phải như vậy đâu. Anh sớm nhận ra bộ mặt thật của cô ấy là may cho anh đấy. Sang Sang, bây giờ anh Hạo đang rất buồn, nói ít lại đi. Sao em có thể nói ít lại chứ? Theo em thấy, trong 5 năm cô ấy mất tích, nó không chừng là ở chung với Mộ Dung Kính. Nếu không phải vậy, tại sao tình cảm của hai người tiến nhanh như vậy chứ? Sang Sang, lúc này anh đã nói gì? Anh bảo em nói ít lại. Anh Hạo thất tình, trong lòng đang buồn. Em như vậy là thêm xương vào tuyết hay là châm thêm dầu vào lửa? Không phải, em tức giận cho anh Hạo. Anh, các anh nói xem, ả Giang Phi Nhi có ý gì? Tại sao trước mặt bao nhiêu người nói ra chuyện này? Nếu em thật lòng muốn tốt cho anh Hạo, đừng nói gì được không? Không phải, em muốn trò chuyện với anh Hạo mà. Anh xin em đó, tha cho anh Hạo đi. Nào, tha cho anh ấy đi. Đi thôi, đi thôi. Anh làm cái gì vậy? Em nói đi, làm gì hả? Bây giờ anh Hạo rất cần ở một mình. Em cứ ở bên cạnh anh ấy nói hoài, anh ấy càng thấy buồn chán thêm. Em nói hoài gì chứ? Còn nói là không nói hoài à? Em nói sự thật thôi mà. Chỉ có vậy thôi. Ai Giang Phi Nhi có ý gì đấy? Trước mặt bao nhiêu người tuyên bố chuyện của ta đám cưới với Mộ Dung Kính, cô ta của anh Hạo là gì? Em nói không đúng sao? Giang Phi Nhi đã bỏ rơi anh Hạo rồi. Em thì không đâu. Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh Hạo. Sang Sang, em có thể tỉnh lại không? Trong lòng anh Hạo bao nhiêu năm qua chỉ có một người con gái tên là Giang Phi Nhi. Anh ấy chỉ coi em như là em gái. Em biết em gái là ý gì không? Hoa Quy,
Em thấy anh cần tỉnh lại mới đúng. Cho dù anh Hảo không thích em, em cũng không thích anh đâu. Chào anh. Anh Hảo, đừng uống nữa. Tại sao phải như vậy chứ? Bây giờ anh tự đầy đoạn như vậy, cô ấy đâu có biết. Đừng uống nữa anh Hảo à, em xin anh. Anh như vậy, làm sao khiến em tin những lời trước kia anh đã nói? Anh quên trước kia anh đã ngủ em thế nào à? Anh quên trước kia anh đã cổ vũ Hoa Quy như thế nào sao? Anh biết em rất khờ. Em không biết phải nói gì. Nhưng mà anh đừng uống nữa. Em xin anh có được không? Được rồi, dù gì em cũng không khuyên được anh. Em sẽ uống với anh. Anh uống một mình buồn lắm. Nào, uống đi, uống đi. Cạn nghe. Nào. Anh Hảo, nào. Hết rồi. Anh Hảo, ngồi dậy. Ngồi dậy uống tiếp đi chứ. Ngồi dậy.
Nếu như cô cảm thấy anh ấy không hạnh phúc, vậy bây giờ cô hãy đứng lên để anh ấy biết cô mới là người phụ nữ yêu anh ấy nhất trên đời. Và cô phải tiến lên bước nữa, gạo nấu thành cơm. Mình làm cái gì chứ? Để em xem thử. Giang Phi Nhi ở trong lòng Thang Hạo, phải không? Bất luận Phi Nhi đi bao xa, đi bao lâu, trong lòng Thang Hạo không bao giờ quên. Trên thế gian này không có gì là không thay đổi. Có, tình cảm của anh đối với em 5 năm này chưa bao giờ thay đổi. Anh đừng bám theo em nữa. Thực ra em có nỗi khổ gì không thể nói ra? 5 năm qua là em đã phản bội anh, hay là anh đã làm sai chuyện gì? Thực ra em có nỗi khổ gì không thể nói với anh? Yêu người ta là sai sao? Nếu cô thực sự yêu ai đó thì phải bất chấp thủ đoạn để có được. Đó không phải là bị ổi, đó là chứng tỏ. Anh Hạo, Giang Phi Nhi đã rời xa anh. Còn em thì mãi mãi không rời xa anh. Có thể về rồi chứ? Thank you.
anh Hạo. Anh đừng bao giờ trách em. Em biết em đã sai. Em sai vì em quá yêu anh. Em đến sở trên thám làm gì? Muốn gặp thằng Hạo phải không? Nói gì với hắn rồi? Tôi có lỗi với anh ấy. Có lỗi à? Vậy nói xin lỗi xong, quên hết kế hoạch phục thù cho Mộ Dung gia tộc, theo hắn bỏ trốn à? Em đừng có mơ. Anh cho em biết, em và thằng Hạo căn bản không thể nào. Nếu như có thể thì 5 năm trước hai người đã ở bên nhau rồi. Đây là vận số. Anh cho em biết, bây giờ em là người của anh. Anh không cho phép em đi tìm thằng Hạo nữa. Nếu để anh biết em đi tìm thằng Hạo nữa, anh có thể vớt hắn từ trong cuộc ra, cũng có thể đưa hắn trở lại. Anh Hạo. 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 Hạo ca. Anh Hạo. Hạo ca. Anh Hạo. Hạo ca. Quang Vy. Quang Vy. Sự việc không như cậu đã nghĩ đâu. Không phải giống như cậu đã nhìn thấy. Họ than kia, tôi đã thấy hết rồi. Anh còn nói không có. Anh coi tôi là thằng khờ à? Tôi nói thật mà. Họ muốn chối nữa à? Anh có tin tôi bắn chết anh hay không? Quá Quy, nếu cậu không tin tôi, cậu cứ việc bắn chết tôi đi. Bắn đi. Quá Quy, cút. Anh muốn giết, giết em đi. Không phải tại anh ấy. Thank you.
Anh Hạo, anh không sao chứ? Tại sao phải làm vậy? Em làm vậy là sai sao? Em thương anh. Em thương anh, em đồng ý làm như vậy. Em mong anh thản nhiên đối mặt quan hệ của hai chúng ta. Quan hệ gì chứ? Em muốn anh đối mặt quan hệ gì của hai chúng ta? Anh tin chắc là anh không xảy ra bất cứ quan hệ gì với em. Tại sao em làm như vậy? Em mau đi giải thích rõ với Quang Huy. Đi, đi, đi đi. Em sẽ đi tìm anh ấy. Em mong anh ấy sẽ chúc mừng chúng ta. Sao sao, em điên sao? Em không điên. Em thấy anh điên thì đúng. Giang Phi Nhi đã đồng ý kết hôn với Mộ Dung Kính rồi. Tại sao anh không dám thừa nhận sự thật này chứ? Tại sao anh không chịu tiếp nhận em? Em thua Giang Phi Nhi về điểm nào? Thua về điểm nào? Em là em gái của anh. Bao nhiêu năm qua anh vẫn coi em như em gái của anh. Em nên hiểu rõ, đây là sự thật không thể thay đổi. Em chính là em gái của anh. Nhưng mà quan hệ của chúng ta đã vượt quá, vượt quá quan hệ anh em rồi. Vượt quá rồi. Chính là vậy đó. Đã vượt quá rồi. Anh dám chắc là anh không xảy ra bất cứ quan hệ gì với em. Nếu em vẫn kiên quyết thì sao? Em hãy cút ra ngoài đi. Anh đừng hòng thoát khỏi em. Em sẽ theo anh suốt đời. Cút đi. Tại em thương anh mà. Với cách làm bừa của Mộ Dung Kính trong buổi tiệc đính hôn đêm qua, tôi thấy giữa bọn người này chắc chắn có mục đích không thể cho người ngoài biết. Không có gió không dậy sóng, chuyện này chắc là có gì đó. Quang Huy thuộc hạ của ông và kỳ cô nương cũng bị cuốn vào chuyện ấy. Theo tôi được biết, Quang Huy thật lòng thương kỳ cô nương, nhưng kỳ cô nương lại phải lòng than Hạo. Tình cảm của hai người ấy cũng được coi là đơn thuần. Đáng nghi ngờ nhất là Giang Phi Nhi và Mộ Dung Kính. Mộ Dung Kính và Giang Phi Nhi một trước một sau đến Nam Kinh. Theo tôi hiểu, Giang Phi Nhi và Thang Hạo là quen biết cũ, hình như từng có hôn ước. Còn Mộ Dung Kính làm sao cuốn vào trong đó thì chúng tôi không được biết. Nếu Thang Hạo và Giang Phi Nhi đã có hôn ước trước, vậy Mộ Dung Kính đã ngang nhiên chen vào. Tôi muốn biết Mộ Dung Kính đã dựa vào cái gì đến sau lại được. Cho nên tôi muốn nhờ ông giúp tôi nhanh chóng điều tra rõ lai lịch của Giang Phi Nhi và sự việc giữa cô ấy và Mộ Dung Kính. Hình như chuyện hai người là chuyện tình cảm rắc rối giữa người con trai và con gái. Không biết tại sao Phùng Gia đột nhiên có hứng thú đối với chuyện này.
Mộ Dung Kính. Mộ Dung Kính. Phương Kiến Nam là một con hồ ly xảo quyệt. Nếu có thể lôi Mộ Dung Kính cùng chúng ta đứng chung một chiến tuyến, chúng ta sẽ như hổ thêm cánh. Tôi vẫn không hiểu, lôi kéo Mộ Dung Kính và Giang Phi Nhi có liên quan gì chứ? Ông đừng quên thân phận của hắn. Mộ Dung Kính là đặc phái viên trung ương. Nếu Mộ Dung Kính ở Nam Kinh cần giúp đỡ chuyện gì, chúng ta sẽ giúp hắn một tay, tạo thêm thân tình. Nếu hắn có mục đích mờ ám gì, thì chúng ta nắm lấy đằng chui, uy hiếp hắn liên minh với chúng ta. Tóm lại mà nói, nhất định chúng ta phải mượn thế lực của Mộ Dung Kính. Có lý. Này, Hoa Quy, trông cậu phật phạt yếu xìu. Xảy ra chuyện gì rồi? Cục trưởng có chỉ thị gì không? Phải rồi, Mộ Dung Kính và Giang Phi Nhi, Thang Hạo, cậu và Kỳ Sang Sang, năm người thật ra là sao? Vào phòng làm việc cậu nói chuyện. Hoa Quy, tôi không có gì để nói. Còn tôi thì rất muốn biết. Ông muốn biết chuyện gì? Năm người này tôi có thể cho ông biết liền. Không hút thuốc, không buôn lậu, không giết người, không phóng hỏa, không phạm pháp. Cảnh sát không thể làm gì họ đâu. Hoa Quy đứng yên đó. Tại đây chưa đến lượt cậu chỉ huy tôi. Là tôi chỉ huy cậu. Tôi sai cậu đi điều tra chuyện của Giang Phi Nhi. Cậu phải nghe lệnh đi điều tra. Được, tôi đi điều tra. Nhưng bây giờ tôi có thể nói cho ông biết, Giang Phi Nhi tuyệt đối không có vấn đề gì. Cô ấy không phạm pháp, cảnh sát không thể quản cô ấy. Hoa Quy, tôi nhận ra tâm trạng cậu đang buồn. Nhưng cậu không thể mang theo tâm trạng này vào việc làm. Là ông có vấn đề. Cục trưởng à, suốt ngày sao tôi đi điều tra những người chẳng có gì, những việc chẳng đâu vào đâu, có ý nghĩa không? Tôi nhận ra cậu rất hiểu Giang Phi Nhi. Hôm nay cậu cần phải điều tra rõ lai lịch thật của Giang Phi Nhi. Tôi không hiểu cô ấy, tôi vốn không biết gì. Vậy thì cậu phải đi điều tra. Điều tra cái gì? Tôi đâu phải bù nhìn của ông. Ông muốn làm gì cũng được. Phải, cậu không phải bù nhìn của tôi. Nhưng cậu là thuộc hạ của tôi. Tôi bảo cậu đi, cậu không đi. Vậy tức là cậu chống lại mệnh lệnh. Tôi cho ông biết, dù việc này ông sai ai làm thì làm đi. Tôi không đi. Đây là mệnh lệnh, ông khai trừ tôi đi. Hoa Quy, Thằng đại trinh thám, không có gì là không qua được. Chuyện gì cũng phải nghĩ đến mặt tốt, đừng bao giờ tự mình làm khổ mình. Phong hội trưởng, có chuyện gì? Vụ việc của đêm hôm qua đích thực khiến anh khó coi, phải chịu nhiều uất ức. Tôi có chút hơi lo. Tôi biết Phương Tư Lệnh muốn anh truy tra dư đảng của Mộ Dung gia tộc. Tôi sợ tâm trạng anh không vui sẽ ảnh hưởng đến tra án, cho nên đến thăm anh, sau đó cung cấp chút manh mối cho anh. Anh có từng nghe qua Nhật Nguyệt Hợp Bích không? Đó là một cặp báo vật. Nó liên can đến một số tài sản lớn của Mộ Dung gia tộc. Vào ngày Mộ Dung gia tộc bị diệt, Hồng Nhật và Bích Nguyệt đã bị thất lạc. Rất nhiều người biết nội tình đều muốn có được cặp báo vật này, và thông qua đó để tìm được số tài sản lớn của Mộ Dung gia tộc. Sau đó không biết Bích Nguyệt lưu lạc nơi nào, còn Hồng Nhật thì lọt vào trong tay của Phương Tư Lệnh. Có phải ông cảm thấy Phương Tư Lệnh sẽ tôi đi tra án là muốn có được Bích Nguyệt, có đúng không? Không không, tôi không dám suy đoán lung tung. Thang đại trinh thám là người thông minh, anh suy nghĩ sẽ biết. Tôi mong ông cho tôi biết sự thật gì một chút. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Anh còn muốn biết gì nữa? Anh đành phải tự điều tra thôi. Tại sao ông tiết lộ tin này cho tôi? Tôi quan tâm anh. Tại Nam Kinh này, tôi mới là người bạn thật sự của anh.
ngày 6 tháng 10 năm Dân Quốc thứ 32. Chính là đêm Phi Nhi mất tích. Mộ Dung Phi. Phi Nhi. Thì ra cô ấy chính là Phi Nhi. Dự án Mộ Dung Hưng lúc nhỏ được Mộ Dung Hưng nhận nuôi, sau đó đưa sang Nhật để du học. Quá cục trưởng ráng suy nghĩ thêm. Tôi thật sự chưa từng nghe qua. Có là người chơi tán gẫu cũng chưa từng nghe nói. Người này có thể vì hơn 400 người của Mộ Dung gia tộc mà lập bài vị. Chắc chắn là có quan hệ không bình thường với họ. Những cảnh sát có quan hệ đặc thù với một đại bang phái thường thì đều rất thần bí và kín đáo. Đồng nghiệp trong cục đều không biết. Cũng là hợp tình hợp lý mà. Xin mạo muội hỏi một câu, Quách cục trưởng. 5 năm trước lúc xảy ra vụ án diệt môn Mộ Dung gia tộc, lúc ấy ông đang làm gì? Điều này tôi lại nhớ rất rõ. Lúc ấy tôi chỉ là một cảnh sát chức thấp, phụ trách canh giữ một yếu đạo ra thành. Từ trạm canh giữ của ông, có người của Mộ Dung gia tộc chạy thoát không? Tuyệt đối không thể nào. Cả cục cảnh sát canh giữ nghiêm ngặt. Trạm canh giữ của tôi phòng thủ nghiêm ngặt, tuyệt đối không ai lọt lưới. Xem như là không có. Xem như không có. Hay là chắc chắn không có? Chắc chắn không có. Còn những trạm khác thì tôi không biết. Lúc ấy tôi đang đốc thúc canh phòng. Đối với tình hình tại hiện trường thật sự không mấy hiểu lắm. Cấp trên phong tỏa tin tức, chúng tôi không được nghi luận nhiều. Để biết càng nhiều, thêm phiền phức cho mình sẽ càng nhiều. Cảm ơn cục trưởng đã làm phiền. Này, chờ một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Thật ra thằng Hoa Quy bị sao vậy? Như đã uống thuốc súng gì đó, dám lớn tiếng la lối trước mặt tôi. Có phải xảy ra chuyện gì không? Tôi đoán chắc là vấn đề tình cảm. Hơn 20 mấy tuổi, tính nết nóng nảy, chuyện gì cũng không biết chừng mực. Cậu và Hoa Quy thân như anh em, ráng khuyên giải cậu ấy. Đừng bao giờ vì vấn đề tình cảm mà chậm trễ việc làm của mình. Tôi biết rồi. Xin cáo từ. Được. Alo, tôi đây. Nhạc Thành, chuyện lớn không xong rồi. Chuyện gì khiến ông hoảng hốt vậy? Hãy nghe tôi nói. Bây giờ Thang Hạo đã nghi ngờ tôi. Hắn nhận lệnh của Phương Tư Lệnh, đang điều tra vụ án của Mộ Dung gia tộc. Thang Hạo trước nay tra án rất giỏi, khó tránh để hắn tra ra manh mối gì. Cho nên bây giờ các người làm việc phải cẩn thận hơn, nên đề phòng trước. Vì thế sau này chúng ta gặp mặt ít lại tốt hơn. Hiện nay Hồng Nhật ở trong tay Phương Tư Lệnh, chắc chắn họ sẽ dựa vào đầu mối này tiếp tục điều tra, để moi ra các người. Nếu để người khác biết được, người ta biết được hiện nay tôi vẫn qua lại với người của Mộ Dung gia tộc, chắc chắn Phương Tư Lệnh sẽ không tha cho tôi. Vậy ông cần phải cẩn thận hơn. Nếu có chuyện gì nhớ đến tìm tôi. Được. Vậy tôi về trước đây. Nếu có tin báo gì đáng tin, tôi sẽ báo cho ông biết. Đi đi.
Tiểu thư, Thang Hạo đã điều tra đến Quách Chí Cương. Tôi sợ hắn sẽ nhanh chóng trả đến đây. Không thể xem thường sức sát thương của Thang Hạo. Chúng ta phải đề phòng trước. Tôi biết. Phải bảo vệ Mộ Dung gia tộc. Nhưng tôi cũng không muốn tổn thương Thang Hạo. Tôi phải nghĩ ra cách dẹn cả đôi bên. Không thể cùng có được cá và tay gấu. Em muốn bảo vệ Mộ Dung gia tộc thì phải hy sinh Thang Hạo. Anh nghe lén tôi nói chuyện với chú Thành à? Đừng nói khó nghe như vậy. Đúng lúc anh đi ngang qua, em nên thấy vui mừng vì anh đã nghe được chuyện này. Nếu em chần chừ do dự không thể hạ quyết tâm, vậy để anh giúp em, em khỏi phải bận tâm. Anh đã hứa với tôi không làm hại Thang Hạo mà. Nhưng lần này là Thang Hạo tự tìm đến cái chết, không thể oán anh. Anh đừng nói đến đường hoàng như vậy. Sự tồn tại của Thang Hạo đối với anh mà nói chẳng khác như cái gai trên lưng, xương trong cổ họng. Anh muốn giết chết Thang Hạo từ lâu rồi. Chú Thành, cảm phiền mọi người ra ngoài. Phi Nhi, anh biết tình cảm của em đối với Thang Hạo rất sâu đậm, nhất thời không thể hoàn toàn quên được. Nhưng mà sự việc phải có nặng nhẹ nhanh chậm, không thể vì chuyện của Thang Hạo mà làm hư đại nghiệp phục thù của chúng ta. Sự việc đã đến nước này rồi, em không thể mềm lòng nhẹ tay nữa. Chuyện này tôi biết giải quyết, không cần anh xen vào. Nhưng bây giờ Thang Hạo muốn lật tẩy của Mộ Dung gia tộc, chuyện này anh cần phải quản. Mộ Dung Kính, chuyện Mộ Dung gia tộc do tôi quyết định. Nếu anh muốn ra lệnh, anh hãy giết tôi trước đi. Em là con người đã bị tình cảm làm u mê rồi. Sự nhân từ phụ nữ của em chẳng những hủy hoại em, mà còn hủy luôn Mộ Dung gia tộc, hủy cả sự nghiệp. Em không sợ thẹn với tổ tiên chết rồi xuống địa ngục sao? Tôi không sợ. Là vì từ ngày anh ép tôi đính hôn, tôi đã sống trong địa ngục rồi. Mộ Dung Kính, tôi nói cho anh biết lần nữa, tôi muốn Thang Hạo phải sống. Được thôi, để xem em làm sao bảo vệ Thang Hạo. Tránh ra, tránh ra. Xảy ra chuyện gì vậy? Tránh ra đi. Tránh ra đi. Anh Hạo, xảy ra chuyện gì rồi? Bà chủ hãng cây gỗ treo cổ tự sát. Anh Hạo, có gì đáng nghi không? Thang đại trinh thám, tự sát là một vụ án nhỏ, tôi nghĩ không cần anh phải bận tâm đâu. Chưa chắc là tự sát. Hiện trường không có bất cứ vết tích gì, không có hung thủ, đương nhiên là tự sát. Hai lần vết xiết, một lớn một nhỏ, hiển nhiên không phải một lần xiết chết. Trong móng tay còn có vết máu, dĩ nhiên trước khi bị hại từng có sự lôi kéo mạnh. Rất có thể áo của người hành hung đã bị kéo rách. Ghi lại những điều này. Dạ.
曾在门外徘徊，终究进得门内，这不是一场梦，只求时光你别走。放肆你开口跟我说。